Trong bối cảnh hội nhập, công nghệ thâm nhập và chi phối hầu hết các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội. Điều này đặt ra những cơ hội cũng như những thách thức với nông nghiệp phải có sự chuyển mình thích ứng. Sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 có gì khác biệt? Đó cũng sẽ là chủ đề đầy thú vị mở đầu cho chương trình Bạn của Nhà Nông ngày hôm nay cùng nhiều thông tin thiết thực khác. Kính mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Khi nắng và mưa không còn là câu chuyện của riêng đất và trời. Ngày nay, biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những nguy cơ, rủi ro và thách thức không nhỏ cho người sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam. Chính bởi lẽ đó, ứng dụng công nghệ cao vào trong sản xuất là cách để người nông dân có thể tối ưu hóa được quy trình, nâng cao năng suất sản lượng và để chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp là nền tảng để có thể phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại và hàng hóa. Đó cũng là câu chuyện đầy thú vị mà chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Với hơn 13 hectare diện tích canh tác theo công nghệ nhà màng, Hợp tác xã Tân Minh Đức, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương là một trong những vùng trồng dưa lưới cho năng suất và sản lượng lớn ở phía Bắc. Nếu như trước đây, bà con nông dân Hợp tác xã Tân Minh Đức chỉ tập trung canh tác các loại cây trồng truyền thống không có giá trị cao, thậm chí còn gặp nhiều rủi ro từ dịch bệnh, thời tiết, thì kể từ khi biết tới công nghệ nhà màng, Hợp tác xã mạnh dạn đầu tư trang trại sản xuất dưa lưới. Bởi lẽ đây là giống cây trồng đặc biệt, mang lại giá trị kinh tế cao, song yêu cầu điều kiện chăm sóc vô cùng tỉ mỉ. 130 triệu trên một sào Bắc Bộ là con số mà những người nông dân tại Hợp tác xã Tân Minh Đức của thị trấn Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã mạnh dạn đầu tư để có thể nâng cao sản xuất nông nghiệp. Chú cháu mình đang đứng giữa một cái vườn dưa lưới trông rất là xanh tốt ạ. Và đây là một loại cây trồng giá trị cao. Thế nên là nếu như mà không có cái sự chăm sóc một cách ổn định và cẩn thận thì rõ ràng là cái thiệt hại cho bà con thì cũng không hề nhỏ. Vậy thì chúng ta sẽ cần có những điều kiện về cơ sở vật chất như thế nào, đặc biệt là cái màng che phủ để tạo cho cái cây dưa lưới này một môi trường rất là ổn định để có thể phát triển. Cây dưa lưới này nó cũng rất là khó, nếu trồng ở ngoài là không trồng được. Phải có nhà màng để đảm bảo được điều kiện thời tiết thì mới trồng được. Thế mà đặc biệt của nó là nếu như cái màng này mà nó không đảm bảo, cái màng của các cái đơn vị khác, của một số các cái đơn vị khác thì nó không đảm bảo đủ ánh sáng thì cây trồng nó cũng không phát triển được bình thường. Thế mà cái cây dưa lưới này đặc thù của nó lại chịu được cái nhiệt rất là cao. Cho nên là nếu trong điều kiện mà nắng 37, 38 độ thì ở trong nhà màng này nó có thể lên đến 40 độ. Nhưng mà đặc biệt cái giống chúng tôi chọn cái giống cây dưa lưới này là cái cây này nó, trong điều kiện nhiệt độ 40 độ ở trong nhà màng thì nó phát triển lại càng rất tốt mà cho chất lượng rất cao. Mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Từ ngày áp dụng công nghệ nhà màng, bà con không còn nỗi lo sâu bệnh hại. Công việc làm nông cũng trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều. Cái màng này thì chúng tôi hoàn toàn sử dụng cái màng của SCN. Cái lưới cũng thế, là công nghệ của SCN, cho nên là rất là yên tâm. Đảm bảo tuổi thọ của nó cũng được nhiều. Nếu như làm thiết kế cái nhà như này thì về kết cấu và chống mưa gió bão, là họ sẽ xác định là sẽ đảm bảo được bão cấp 9. Thế còn cái màng và cái lưới thì chúng tôi sẽ đảm bảo được khoảng 10 năm mới phải thay. Cho nên là không rất là yên tâm, không phải suy nghĩ gì đến cái chuyện là nó hỏng đã cả. Nếu như mà chúng ta lựa chọn những cái màng phủ mà nó không đạt tiêu chuẩn thì nó sẽ gây ra những cái rủi ro và hệ lụy như thế nào cho bà con nông dân ạ? Và đặc biệt là với bà con trồng dưa lưới ạ? Nếu như mà nó không đủ thì cái thứ nhất là nếu không đủ ánh sáng thì cây dưa lưới không phát triển được. Nó cho năng suất rất thấp và chất lượng rất kém, nhưng không bán được. Bán cũng không ra gì. Thế là cái nhất. Cái thứ hai nó mau hỏng. Nó mau hỏng thì lại phải thay, mà cái thay thì tốn kém, đã xong nhưng nó lại rất là phức tạp, mất thêm nhiều công sức. Rõ ràng là câu chuyện sản xuất nông nghiệp không chỉ đơn giản là việc chúng ta bỏ tiền đầu tư vào công nghệ, mà đặc biệt là bà con nông dân của chúng ta cũng sẽ phải trang bị những kiến thức vô cùng cần thiết để có thể lựa chọn được những sản phẩm chất lượng và phù hợp với điều kiện canh tác. Chỉ sau vài năm canh tác, dưa lưới đã giúp không ít chủ trang trại làm giàu. Tuy nhiên, điều ý nghĩa nhất với những nhà vườn, đó chính là một môi trường làm việc lý tưởng. Cây không bị sâu bệnh hại, người nông dân giảm áp lực sử dụng thuốc bảo vệ thực vật,
đảm bảo sức khỏe cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng. Hợp tác xã thì dùng 100% mạng lưới của Bonitip, của Israel ấy. Nói chung làm trong cái nhà màng này thì nó không chịu ảnh hưởng nhiều về thời tiết. Và hai nữa mình quản lý được cái sâu bệnh bên ngoài nó không thâm nhập vào. Dùng hạn chế được cái thuốc bảo vệ thực vật thì nó sẽ một là cái sức khỏe con người đảm bảo, và hai nữa là cái sản phẩm làm ra nó đạt chất lượng tốt hơn. Với việc chuyển giao ứng dụng công nghệ nhà màng từ Israel thì những người nông dân ở đây đã tạo ra một môi trường vô cùng lý tưởng cho những loại cây trồng chất lượng cao có thể sinh trưởng và phát triển tốt. Và một năm bốn vụ, lợi nhuận mỗi vụ lên tới hơn 1 tỷ đồng là những con số vô cùng ấn tượng mà những vườn dưa lưới này mang lại cho những người nông dân tại Hải Dương. Rõ ràng, ứng dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu để những người nông dân không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu. Để ứng dụng công nghệ cao, người nông dân phải bỏ ra một số vốn không nhỏ. Chính bởi lẽ đó, xây dựng các mối liên kết giữa doanh nghiệp và nhà nông, để những chủ trang trại có thể tiếp cận với những sản phẩm uy tín, độ bền tốt và hiệu quả cao là điều vô cùng cần thiết, để mỗi mùa vụ không phải là một canh bạc đỏ đen. Phải mất một thời gian dài tìm hiểu, đàm phán và chuyển giao công nghệ với các chuyên gia từ Israel, công ty cổ phần công nghệ tới Bình Minh mới tiếp cận và đưa được công nghệ màng nhà lưới Polytip Israel về Việt Nam. Điều kiện thời tiết khí hậu của Việt Nam thì rất là khắc nghiệt và khá tương đồng với điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt của Israel. Và vì như thế nên là khi chúng tôi lựa chọn sử dụng cái màng Polytip này vào thì chúng tôi cảm thấy là cái màng này mang lại đủ ánh sáng cho cây trồng và cũng phù hợp với cái chi phí của người nông dân Việt Nam có thể chi trả. Đặc tính nổi bật của giải pháp này là khả năng khuếch tán và truyền ánh sáng trong không gian. Tia sáng quang hợp đi vào nhà kính có thể bị buộc đổi hướng nhằm phù hợp với sinh trưởng phát triển của cây trồng. Ánh sáng truyền tối đa trong phạm vi của dãy quang phổ từ 400 nanomet đến 700 nanomet giúp cải thiện màu của hoa lá, kiểm soát sâu bệnh, côn trùng. Giải pháp này khi áp dụng trồng dưa lưới cho thấy hiệu quả tích cực, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất. Mình ứng dụng hệ thống nhà màng nhà lưới này vào để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thì được năm nay bắt đầu năm thứ 6 rồi. Nhưng phần màng phần lưới thì mình phải dùng màng Israel, Polytip Israel. Vì là màng Israel nó bền hơn rất là nhiều, màng độ bền của cái màng này thì là 5 đến 7 năm. Còn lợi nhuận thì rất là cao, chi phí đâu đấy tầm 15 đến 20 triệu tối đa, không đến 20 triệu. Thu về thì 70-80 triệu đến 100. Chúng tôi đã tự thiết kế, gia công và sản xuất màng lưới đặc biệt bao gồm 5 lớp. Màng lưới này có tính năng phù hợp với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau như cường độ gió, khả năng chống xương, hạn chế ảnh hưởng hóa chất gây hại cho sự tăng trưởng của cây cối trong nhà kính. Ứng dụng công nghệ cao là điều kiện tất yếu để người nông dân thay đổi tư duy, phương thức canh tác, từ đó chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế. Vốn không phải là loại cây trồng bản địa, nhưng những vườn nho hạ đen này bắt đầu phủ xanh trên những vùng đất nổi tiếng khắc nghiệt như Nghệ An, Thanh Hóa, mang theo đó là hy vọng đổi đời cho nhiều nhà vườn. Sau một thời gian áp dụng nhà màng, màng phủ trong nhà nho thì năng suất nho đối với cây hạ đen, nếu mà làm canh tác tốt thì ta có thể thu được 2 vụ một năm. Còn đối với nho sữa, chúng ta sẽ thu được một năm một vụ, sẽ đem lại hiệu quả tốt cho nhà đầu tư. Còn với những chủ đầm tôm tại Nghi Sơn, Thanh Hóa, nỗi lo về biến đổi khí hậu hay các hiện tượng thời tiết cực đoan đã không còn là áp lực. Tôm nuôi quanh năm trong nhà màng Polytip Israel, nhiệt độ môi trường nước ổn định, trang trại xây dựng kiên cố, màng phủ độ bền cao, tôm khỏe mạnh, tránh dịch bệnh, sản lượng và năng suất đều tăng. Hệ thống nhà màng nó sẽ đóng góp một phần lớn vào cái quy trình nuôi của mình. Như ngày trước nếu mà nuôi theo truyền thống như bình thường thì tỷ lệ thành công nó là 30%, thất bại lên đến 70%.
Còn như bây giờ có hệ thống nhà màng thì tỷ lệ thành công nó sẽ lên 70-80%, tỷ lệ thất bại nó sẽ giảm xuống. Vì mình đầu tư trang thiết bị nó càng tốt bao nhiêu thì nó sẽ giảm rủi ro. Nó giảm rủi ro cho mình, nó giảm rủi ro mà nó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho mình. Chúng ta đã đi qua các mô hình trang trại và nhận thấy nền nông nghiệp Việt Nam đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ canh tác nông nghiệp ngoài trời chuyển sang canh tác nông nghiệp trong nhà kính. Việc canh tác này rất thích hợp với khí hậu thời tiết Việt Nam cũng như là giúp cho thời gian tăng trưởng của cây trồng được rút ngắn nhất có thể. Những trang trại xanh tốt, những vụ mùa bội thu là minh chứng thành quả xứng đáng cho sự mạnh dạn thay đổi tư duy, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đây là xu thế tất yếu cần được nắm bắt để hình thành những chuỗi giá trị liên kết, những thế hệ nông dân tri thức chuyên nghiệp để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, tuần hoàn và bền vững.